đảo Lý Sơn có quá nhiều điều để tìm hiểu đối với đoàn làm phim chúng tôi. Bởi lẽ Lý Sơn không chỉ là một không gian sinh tồn của lớp lớp ngư dân nơi đây, mà còn là biểu tượng cho ý chí quật cường hướng về biển Đông của đời đời đất Việt. Khám phá Lý Sơn còn là dịp để thỏa lòng với sự hấp dẫn không thể cưỡng lại của một vùng biển đảo tiền tuyến của Tổ quốc, với nhiều nét chấm phá độc đáo đến nao lòng. Nơi đây có những di tích lịch sử chưa chịu sự can thiệp quá sâu của kiến trúc hiện đại, những bãi biển trong veo, những sản vật dồi dào, và nhất là con người Lý Sơn luôn chân chất, nghĩa khí, luôn nồng nàn ân tình với khách thập phương tìm về với đảo. Từ thành phố Quảng Ngãi, sau khoảng 30 phút di chuyển, chúng tôi phải gửi xe ô tô lại cảng Sa Kỳ, lên tàu rời đất liền để ra Lý Sơn. Những năm gần đây, đi Lý Sơn đã có tàu cao tốc vỏ thép, nên việc đi lại giữa Lý Sơn với đất liền đã đỡ vất vả, chỉ mất 1 giờ đồng hồ. Chuyến hải trình ngắn ngủi nhưng đầy vất vả bởi tàu chạy ngược với gió mùa đông bắc, thỉnh thoảng lại chồm lên, hụp xuống theo từng đợt sóng cao ngất. Vừa thấm mệt với cảm giác say tàu, bãi cát vàng thoai thoải của Lý Sơn đã hiện ra trước mắt. Lý Sơn được tạo nên bởi hai đảo là đảo lớn, Cù Lao Ré gồm các xã An Vĩnh, An Hải, đảo bé Cù Lao bờ bãi gồm xã An Bình. Ngoài ra còn có một hòn đảo nhỏ mang tên Mù Cù. Lý Sơn trước đây được gọi là Cù Lao Ré. Theo cách lý giải của dân gian là Cù Lao có nhiều cây ré. Đây là huyện đảo duy nhất của Quảng Ngãi nằm về phía đông bắc, cách đất liền 15 hải lý, khoảng 25 km đường chim bay. Lịch sử đảo Lý Sơn gắn liền với các khối cộng đồng cư dân đã sinh sống trên đảo từ hàng ngàn năm trước. Ba lớp ngư dân Sa Huỳnh, Chăm Ba, Việt đã gắn bó chặt chẽ với sự hình thành và phát triển của đảo Lý Sơn. Họ đã bảo vệ chủ quyền hòn đảo và để lại nhiều di sản văn hóa vô cùng giá trị, đến nay vẫn được bảo tồn và phát huy. Ngày 1 tháng 1 năm 1993, huyện đảo Lý Sơn được thành lập. Tuy nhiên, vai trò đặc biệt quan trọng của đảo Lý Sơn về kinh tế, xã hội và chiến lược an ninh quốc phòng được khẳng định từ lâu. Ở Lý Sơn, người dân sống bằng hai nghề chính, đi biển và trồng hành tỏi. Tỏi Lý Sơn nức tiếng khắp toàn quốc bởi đặc điểm không lẫn vào đâu được. Từng tép nhỏ, đều, mùi vị thơm, cay, dịu. Lý Sơn được mệnh danh là đảo tỏi. Ngoài được thiên nhiên ưu đãi cho giống tỏi phù hợp, thời tiết thuận hòa, thì điều quan trọng nhất làm nên vị tỏi Lý Sơn chính là cách người dân ở đây làm đất. Trên nền đất cát khô cằn, người trồng tỏi rải lên những lớp cát san hô được lấy từ bờ biển, rồi tiếp tục phủ lên một lớp cát trắng. Cứ sau 1-2 mùa, lớp cát cũ được cào bỏ, một lớp cát mới được thay thế. Đi một vòng đảo lớn, dễ dàng bắt gặp hàng trăm ruộng tỏi xen kẽ mọi nơi. Tỏi có lúc được ví như vàng trắng, giúp nhiều hộ gia đình trở nên có của ăn của để. Đặc biệt, tỏi Lý Sơn còn trở nên nổi tiếng hơn với loại tỏi cô đơn, còn gọi là tỏi mồ côi hay tỏi một. Đây là sản vật quý, riêng có ở Lý Sơn, được trồng trên đất đảo Lý Sơn, dùng đất được hình thành do quá trình hoạt động núi lửa và sự bồi đắp của cát biển, đá san hô biển tạo nên. Khác với các loại tỏi thường, mỗi củ có rất nhiều tép. Tỏi cô đơn, mỗi củ chỉ có duy nhất một tép tròn trĩnh. Không phải cứ mang giống tỏi cô đơn đi trồng là sẽ được thu hoạch. Chính vì con người không thể tác động, tỏi cô đơn có được hoàn toàn do tự nhiên, nên giá của tỏi này thường rất cao. Vào đúng vụ thu hoạch, đã khoảng 400
đến 500.000 đồng một ký. Còn vào dịp Tết, cao điểm có khi tới gần 2 triệu đồng một ký. Lý Sơn những ngày này thực sự đúng với biệt danh Dương quốc của tỏi. Cả huyện đảo Lý Sơn rộng gần 10 km vuông, đi tới đâu cũng gặp những ruộng tỏi, ruộng hành xanh trên cát trắng. Bước vào bất kể gia đình nào cũng đầy sân tỏi. Hiện toàn huyện đảo Lý Sơn có khoảng 310 hectare trồng tỏi. Mùa thu hoạch từ tháng 2 đến tháng 3 hàng năm. Mỗi năm, đảo tỏi Lý Sơn cung cấp ra thị trường được khoảng 2 tấn tỏi khô. Lý Sơn là một vùng đảo mà thiên nhiên đã ban tặng cho Lý Sơn một cái phong cảnh rất là đẹp, vẫn còn giữ lại như là cổng Tò Vò Lý Sơn, rồi kỳ quan Hòn Đụng, còn có chùa Hang, một cái di sản đặc biệt rất là sâu đậm tính thiên nhiên nguyên quan giả. Lý Sơn không chỉ có tỏi, du khách đến với Lý Sơn còn được thả hồn vào những cảnh đẹp tự nhiên mê đắm lòng người, những di tích lịch sử, những biểu tượng cho tinh thần hướng về biển đảo của lớp lớp tiền nhân. Theo chân những cô gái hướng dẫn viên tình nguyện, chúng tôi đến với giếng Xó La. Giếng có chiều sâu chừng 10 mét, thành giếng xây đá ong, trát xi măng, cao 1,5 mét. Lòng giếng hình tròn, được kè bằng đá cuội, đá núi lửa, xen lẫn đá vôi. Duy chỉ cách mé biển lúc triều lên cao nhất khoảng 5-7 mét. Nhưng nước giếng luôn ngọt và thanh mát bốn mùa, không thua bất cứ giếng nước ngọt nào trong đất liền. Và là giếng ăn ngon nhất, có mạch nước ngầm ổn định nhất ở huyện đảo. Số liệu thống kê cho biết, trên toàn đảo lớn, Cù Lao Ré của huyện đảo Lý Sơn hiện có chừng trên 1.000 giếng nước, trong đó có khoảng một nửa giếng nước ăn, số còn lại chỉ dùng để tắm giặt, tưới hoa màu, chủ yếu là hành và tỏi. Cũng có chừng 10 giếng có nước ngon trên đảo, nhưng vào thời kỳ đỉnh điểm của mùa khô, chỉ duy nhất giếng Xó La là còn nước ngọt. Rời giếng Xó La, chúng tôi lại đến một thắng cảnh độc đáo khác của Lý Sơn, chùa Hang. Tên chữ là Thiên Khổng Thạch Tự, chùa đá trời sinh, ở xã An Hải, đảo Lý Sơn, được lập ra dưới triều vua Lê Kính Tông bởi ông Trần Công Thành, một trong những người đã ở đây tạo dựng cùng giúp việc Khẩn Quan mở đất lập làng An Hải, An Vĩnh xưa. Gọi là chùa Hang vì chùa nằm trong một hang đá lớn nhất trong hệ thống hang động ở Lý Sơn, được tạo ra từ dải núi Thới Lới, màu nham thạch, vách núi dựng đứng cao gần 20 mét. Chùa Hang đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng thắng cảnh quốc gia theo quyết định số 921 ngày 20 tháng 7 năm 1994. Sân chùa trước cửa hang nhìn ra biển. Giữa sân có một hồ sen có tượng Phật. Quanh sân là những cây bàn biển cổ thụ đến hàng trăm năm. Hang dài 24 mét, trần hang cao 3,2 mét, diện tích 480 mét vuông. Trong hang có bàn thờ các Phật Di Đà, Như Lai, Di Lặc ở chính giữa, bàn thờ Sư Tổ Đạt Ma ở bên trái, bàn thờ 12 Diêm Vương, ba vị Thủy Tổ kế tiếp phụng sự chùa là Trần Công Thành, Trần Công Hiền, Trần Công Quân và bảy vị tiền hiền làng An Hải. Các bệ thờ được tạo tác từ các nhũ đá tự nhiên ở nền hang, rồi được gia công thành các khám thờ. Các sự kiện lớn được tổ chức tại chùa hàng năm là các ngày Tết Nguyên Đán, lễ Du Lan, Phật Đản, ngày giỗ các vị tiền hiền. Vào những dịp đó, nhân dân địa phương tới hành lễ, niệm Phật, chiêm bái. Nhiều thế kỷ về trước, ông cha ta đã đi ra ngoài Hoàng Sa để bảo vệ một góc giang sơn của Tổ quốc. Khi đó là chúng tôi rất xúc động, những chiếc thuyền lan đi lên đây ngoài biển đi 3 tháng trời như thế, làm cái nhiệm vụ của triều Nguyễn giao cho ngư dân ở Lý Sơn như vậy, thì lòng tôi rất xúc động. Tổ tiên đã mở biên cương, mấy trăm năm đổ máu xương dựng nền một hòn đá cũng thiêng liêng,
một bờ cây cũng nối liền nước non. Hoàng Sa lắm đảo nhiều cồn, nhớ quê vàng ánh trăng buồn nghiêng xoa. Thăng còn sót đoạn xương thừa, cũng mài vào đá mà thưa cùng người. Sóng làm lưỡi kiếm vạch trời đất ghi. Chúng tôi kết thúc chuyến hành trình khám phá Lý Sơn khi dừng chân ghé lại cụm tượng đài và nhà lưu niệm Hoàng Sa, Kim Quảng Bắc Hải để đắm chìm vào thế giới tiền nhân giữ cõi. Tọa lạc ngay trung tâm huyện đảo Lý Sơn, cụm kiến trúc này đứng sừng sững trước sóng biển và nắng gió như biểu tượng cho sự khẳng định chủ quyền của nước ta đối với quần đảo Trường Sa. Theo dòng lịch sử nước ta vào thế kỷ 17, chúa Nguyễn lập đội Hoàng Sa để khai thác quần đảo Hoàng Sa, lại lập đội Bắc Hải phụ trách các đảo xa ở phía nam quần đảo Hoàng Sa, nay là quần đảo Trường Sa. Nhà lưu niệm đội Hoàng Sa Kim Quảng Bắc Hải được xây cất khánh thành vào năm 2010 với lối kiến trúc trang nghiêm như một đình làng. Bên trong nhà lưu niệm tái hiện cuộc sống sinh hoạt của đội Hoàng Sa Kim Quảng Bắc Hải với các hiện vật như sơ đây dùng để sửa chữa khi tàu thuyền bị hỏng, lưu đựng nước, thẻ tre, dây mây, chiếu cói, vân vân. Đặc biệt là mô hình thuyền câu, phương tiện đi biển của đội Hoàng Sa do nghệ nhân Võ Hiển Đạt phục dựng. Nhiều bản đồ, tài liệu lịch sử, tranh ảnh liên quan cũng được trưng bày, thu hút sự quan tâm của du khách. Không chỉ phục vụ khách tham quan, cụm tượng đài và nhà lưu niệm đội Hoàng Sa Kim Quảng Bắc Hải còn là kho bài học lịch sử sinh động về chủ quyền lãnh thổ của nước ta cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các em học sinh địa phương. Lý Sơn, hòn đảo ôm trong mình nặng trĩu những ân tình của lớp lớp người đi giữ cõi. Đất và người Lý Sơn bao đời nay vẫn thế, chứa chan tình cảm, nặng sâu nghĩa tình. Đến với Lý Sơn hôm nay để thấy hết được những mồ hôi, máu và nước mắt của bao thế hệ con cháu đất Việt hướng ra biển lớn, giữ gìn biển đảo, không chỉ làm không gian sinh tồn mà còn trở thành niềm tin, niềm tự hào bất diệt cho đời đời con cháu mai sau. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời.